Vâng, và hôm nay Vườn Mai Chết Chè Bông xin được giới thiệu với cả nhà. Đây là cái mặt hoa của cây cúc cam nha. Thì cái màu cam ở trong điện thoại em thấy nó không có ra màu rõ lắm. Tuy nhiên ở bên ngoài cái màu cam của nó rất là lạ và đẹp luôn nha. Màu cam là hình củ cà rốt ha, rất là đẹp luôn. Thì cái cánh hoa của nó là tầm hai mấy cánh trở lên. Bởi vì cái này là cái hoa nụ gió nha. Cây nhỏ như thế này nó ra cái hoa, cho nên là hoa nó không có được to lắm. Là cũng không phải hoa chùm. Nhưng mà tuy nhiên là cái hàng cúc cam này á, là nó hoa chùm nha cả nhà. Hoa chùm, hoa rất là đẹp luôn. Đây em có một số cây ca cúc cam làm giống ha. Thì em bán với giá là 150 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Loại này là 150 ngàn một cặp, em bao phí vận chuyển luôn. Rồi ai có thích cái giống cái cúc cam á thì xin liên hệ với em ha. Cái lô này thì quấn rễ như thế này nha. Quấn cuộn rễ như vậy. Đó. Đây. Rễ đều xử lý hết nha. Em cũng có số lượng ít thôi à. Em bán giá là 150 ngàn một cặp, em bao phí vận chuyển luôn. Rồi ai thích thì liên hệ bên Vườn Mai Chết Chè Bông nha.